Gần 100 kỳ thủ nhí đã tham dự giải vô địch cờ vua các trường mầm non thành phố Ninh Bình năm 2020. Giải do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ninh Bình phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh tổ chức. Đây là cơ hội để các em được thử sức tại một sân chơi trí tuệ, lành mạnh, bổ ích và thể hiện tài năng của mình ngay từ khi còn nhỏ. Ngoài việc phát triển phong trào tập cờ vua giúp trẻ phát triển tư duy, tăng cường đoàn kết, giải đấu còn là nơi phát hiện và tuyển chọn các vận động viên trẻ tuổi cho các lớp năng khiếu, nghiệp dư và sau này là cung cấp vận động viên cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà. Giải thi đấu trong một ngày, tranh 8 bộ huy chương cá nhân, đồng đội và toàn đoàn.